21 ngày ba mất, cả nhà đang làm lễ thì con chim lạ từ đâu bay vào, đứng mãi không chịu đi. Đã 21 ngày kể từ khi ba rời bỏ cõi sống tạm, về với chốn bình yên, trong lúc sư thầy đang tụng kinh làm lễ, không rõ từ đâu một con chim lạ bay vào nhà. Ánh mắt hiện rõ lên một nét u buồn rõ rệt. Chú chim cứ đứng mãi ở bên cạnh người con gái, nhất quyết không chịu rời đi chỗ khác, cũng không cho ai khác đụng vào hay vuốt ve yêu thương ngoại trừ người con gái ấy. Thậm chí ngay cả đến lúc hóa vàng cho người cha đã mất, chú chim vẫn đứng sát bên cạnh người con gái, vẫn với ánh mắt đăm chiêu như chất chứa rất nhiều tâm sự, rất nhiều điều muốn nói mà không sao có thể nói được bằng lời. Sau buổi lễ cúng 21 ngày, chú chim lại bất thình lình bay đi, giống như cái cách mà chú chim bất ngờ bay vào buổi lễ. Cô gái tin rằng chú chim chính là người ba đã mất của mình, nương vào thân xác của chú chim bé nhỏ để tìm về thăm lại gia đình, thăm lại những đứa con thân yêu. Có người tin, có người nghi hoặc, có người cho rằng đây là chim nuôi chưa biết bay nên mới gần gũi với con người, nhưng cũng có người tin chắc rằng đây thật sự là hiện tượng tâm linh khó lòng mà giải thích được. Một bài bình luận được dân mạng để lại: con chim mà bay vào nhà mà ở lâu như vậy thì chắc chắn là người thân đã mất rồi, chứ làm gì có chuyện tự dưng có con vật vào nhà, ở đó hồi lâu rồi lại bay đi. Chim cho đụng cho vuốt ve vậy là người nhà nhé. Chuyện này có thật nhé, mình tin vì mình đã từng gặp rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.